Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay ngày 30 tháng 9, ở khu vực Trung Du Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ hôm nay nhiều nơi trên 40mm như thị trấn Trúc Sơn Hà Nội 50,6mm, Mỹ Lộc Thái Bình 78,6mm, thị trấn Ngô Đồng Nam Định 67mm, Nga Thiện Thanh Hóa 42,6mm. Dự báo trong 24 giờ tới, ở khu vực Trung Du Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 cho đến 70mm, có nơi trên 120mm. Mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 2 tháng 10 tại đây. Do mưa nhiều nên lũ trên sông Cả và hạ lưu sông La tiếp tục lên, trong đó trên sông Cả tại Nam Đàn lên mức báo động 2, báo động 3, sông La tại Linh Cảm dao động ở mức báo động 1, báo động 2. Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Con Cuông, Nam Đàn thuộc Nghệ An, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang thuộc Hà Tĩnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Trong khi đó, ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có dấu hiệu suy yếu đáng kể về cường độ, nên mưa chỉ còn diễn ra rải rác ở Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên nhích nhẹ lên ngưỡng 28 cho đến 30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 31 cho đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Toàn biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên mưa rào và dông còn diễn ra nhiều nơi, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa và nguy cơ tố lốc, gió giật luôn ở mức cao. Tàu thuyền hoạt động chú ý để đảm bảo an toàn. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 30 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.